Thời nay không chỉ có các nàng dâu mới mà ngay cả rể mới cũng sẽ bị gia đình thông gia thử thách khá nhiều. Bởi vậy cho nên các anh con trai nhiều khi cũng phải toát mồ hôi trước các thể loại chướng ngại vật. Nhưng mới đây cộng đồng mạng có chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chàng rể mới đang thực hiện việc chặt thịt gà trước sự quan sát của cả bố mẹ vợ, các bác và toàn thể anh chị em nhà vợ. Cảm giác lúc ấy chắc là khó tả lắm đây. Có thể thấy xung quanh chàng rể là rất nhiều người. Ai cũng đổ dồn con mắt vào chiếc thớt và đôi bàn tay đang thoăn thoắt chặt thịt gà của anh chàng. Thật sự mà nói, chặt gà không phải chuyện quá khó, nhưng nếu được đưa vào thử thách như thế này thì cũng dễ xảy ra sai lầm lắm. Một số cư dân mạng sau khi xem xong thì đã ngay lập tức để lại bình luận vô cùng hài hước. Đa phần cho rằng đằng nhà gái có vẻ hơi bị làm quá một chút khi bắt anh con rể một mình vào bếp như vậy. Tuy nhiên, số khác thì lại cho rằng không khí ở đó cũng khá vui vẻ, cho nên chắc gia đình chỉ đang muốn có kỷ niệm vui vui với chàng rể mới mà thôi. Dù sao đây cũng là một đoạn clip khá thú vị đúng không nào? Trải nghiệm của bạn khi lần đầu về làm dâu hay làm rể như thế nào nào? Hãy chia sẻ cùng với chúng mình nhé!